Hello, tôi chào khỏi, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích và học bài khóa bài 2 của giáo trình chuẩn HK2 với tiêu đề úa mẩy thiên, lưu tiến chỉ thoáng, tôi mỗi ngày thức dậy lúc 6 giờ. Và mình cùng nhau học nha. Bài khóa số 1 Sai huyên tung trảng, ở sân vận động Sai huyên tung trảng Nì khấn sảo sân biện, sư sư chỉ khoa huyên tung Nhì khấn sảo, bạn rất ít khi, sinh bệnh bị bệnh hay bị ốm, sư bù sư có phải hay không, chỉ khoan yên tụng thích vận động. Nì khẩn sảo sinh bệnh, sư bù sư chỉ khoan yên tụng. Sư à, wo mỗi thiên sảo sáng tôi yào chú chú bảo bộ. Sư à, đúng vậy, wo tôi, mỗi, mỗi, thiên, ngày, sảo sáng, buổi sáng, mỗi thiên sảo sáng, mỗi buổi sáng, tôi yào chú chú đều phải ra ngoài. 跑步，跑步。是啊，我每天早上都要出去跑步。你每天几点起床？你每天，bạn mỗi ngày，几点没 giờ，起床 thức dậy。你每天几点起床？我每天六点起床。我每天，都 mỗi ngày，六点 sáu giờ，起床 thức dậy。我每天六点起床。 在,在运动场。你很少生病，是不是喜欢运动？是啊，我每天早上都要出去跑步。你每天几点起床？我每天六点起床。t h c h n g a n g h i 医院 ở b ệ i a 医院 h 了吗？ 现在身体怎么样?吃药药 là thuốc 吃 là ăn Tuy nhiên uống thuốc thì mình sẽ dùng động từ 吃吃药了吗? Đã uống thuốc chưa? 现在 Bây giờ 身体 Cơ thể 怎么样? Thế nào? 吃药了吗?现在身体怎么样?吃了现在好多了吃了 Uống rồi 现在 Bây giờ Tốt hơn nhiều rồi 吃了 现在好多了。什么时候能出院？什么时候 he now 能 có thể 出院 xuất viện hay ra viện？什么时候能出院？医生说下个星期。医生说 bác sĩ nói 下个星期 tuần sau。医生说下个星期。sau đây mình cùng nhau nghe lại bài khóa nha。在医院。 吃药了吗？现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候能出院？医生说下个星期。Hôm nay chúng ta sang bài khóa số ba. Tại sân vận động, tại sân vận động. David chín nén tuổi ta. David David chín nén năm nay tuổi ta bao nhiêu tuổi? tao vậy chín nén tua tạ. 20 tua xuệ hơn 20 tuổi. 20 tua xuệ. Tha tua cao. Cao là cao. Ở tua mình sẽ cộng với tính từ để hỏi là bao nhiêu. Tha tua cao. Anh ấy cao bao nhiêu. Tha tua cao. y m ba chỉ. y m 1 m. ba chỉ 8 mấy tức hơn một m tám. 1m ba chỉ. Ní sần mơ chư tao chưa mơ tu à? Ní sần mơ sao bạn? Chư tao biết chưa mơ tu à? Nhiều như vậy. Ní sần mơ chư tao chưa mơ tu à? Tha sư vỡ thống xuế. Tha sư, anh ấy là vỡ thống xuế, bạn học của tôi. Tha sư vỡ thống xuế. Sau đây mình cùng nhau nghe lại bài khóa nha. Tại cao trọng. Đà vệ, chín nền đô đà. Ở sư đô suy. 他多高？一米八几。你怎么知道这么多呀？他是我同学。Tiếp theo chúng ta xong bài khóa số bốn. Sải phán chiên ở trong phòng. Sải phán chiên. Trang 老师星期六也不休息啊。Trang 老师 thầy trương 星期六 thứ bảy 也不 cũng không siêu chị nghỉ ngơi a à. 张老师星期六也不休息啊？是啊，他这几天很忙，没有时间休息。是啊，đúng vậy，他 chưa chỉ thiên，anh ấy mấy ngày nay khẩn mắng rất bận，没有时间，không có thời gian，休息，nghỉ ngơi。是啊，他这几天很忙，没有时间休息。那会很累吧？ Na khuê thế thì sẽ khẩn lây bạ rất mệt nhỉ. Tha khuê Na khuê khẩn lây bạ Tha mấy thiên khuế lại tâu khẩn lệ Tha mấy thiên anh ấy mỗi ngày khuế lại trở về tâu khẩn lệ đều rất mệt Tha mấy thiên khuế lại tâu khẩn lệ Sau đây mình cùng nhau nghe lại bài khóa nha Tại phòng chien. Trang老师星期六 也不休息啊?是啊,他这几天很忙没有时间休息那会很累吧?他每天回来都很累 Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau phân tích và học xong bài khóa bài 2 của giáo trình chuẩn 2 2 Hy vọng video này đã mang lại một số kiến thức hữu ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo Thank you everyone,